Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Năm ngoái thì chiếc iPhone XS là chiếc iPhone mà cái doanh số bán ra khá là thấp. Và năm nay thì chiếc iPhone 11 Pro cũng gặp phải số phận hẩm hiu như trên. Mặc dù thì đây là một chiếc điện thoại rất tốt, nhưng mà vẫn sẽ gặp phải một số cái yếu điểm nhất định. Hôm nay hãy cùng mình đánh giá chiếc iPhone 11 Pro thông qua 6-7 tháng đã ra mắt rồi. Về màu sắc thì chúng ta sẽ có tất cả 4 màu: bạc, xám, xanh lá và màu vàng đồng. Dung lượng bộ nhớ trong thì giờ chúng ta cũng sẽ có hai phiên bản là 64GB và 256GB. Link của những chiếc iPhone 11 Pro thì mình sẽ để ở ngay phía bên dưới nha. Đừng quên nhấp vào để nhận được nhiều ưu đãi. Đầu tiên là mình sẽ không cần nói về thiết kế của nó nữa, bởi vì iPhone 11 Pro chỉ là phiên bản thu nhỏ hơn của chiếc 11 Pro Max mà thôi. Chúng ta hãy đi đến về cái độ hoàn thiện của máy đi. Thì sau ngần ấy năm rồi thì chiếc iPhone 11 Pro trên tay mình đây vẫn rất là ngon. Mặt lưng của nó vì là được làm từ kính mờ nên sẽ rất hạn chế trầy xước cũng như là bám mồ hôi và dấu vân tay nhiều, nên cái phần mặt lưng của mình này vẫn trông như mới luôn. Về cái phần viền này á thì sẽ được làm từ thép không rỉ, nhưng mà không hiểu tại sao tới giờ nha nó vẫn chưa chịu xước mà vẫn cực kỳ là sáng và bóng. Chắc có lẽ là do mình giữ khá là kỹ con này. Bởi vì sau một khoảng thời gian từ 3 tới 4 tháng á, những chiếc điện thoại trước đây như là X nè, XS nè, rồi XS Max thì sau khoảng từ 3 tới 4 tháng sử dụng, mặc dù là các bạn có đeo ốp, đeo bao bảo vệ cho nó đi chăng nữa, thì cái phần viền này nó cũng sẽ xuất hiện một vài hiện tượng gọi là xước dâm. Và nhắc tới xước dâm á, thì mình phải nhắc tới bộ phận mà dễ trầy xước nhất ở trên chiếc 11 Pro đây. Đó chính là về cái phần cụm camera. Thì mình cực kỳ sợ luôn, bởi vì lúc trước thì mình cũng đã có sử dụng qua iPhone 11 này, 11 Pro Max, thì những cái lần vô ý thì chúng ta sẽ bị một hai vết xước dâm dù là mình có mang ốp đi chăng nữa nha. Thì bởi vì cái thiết kế lồi lên của nó cho nên nó sẽ hơi lỗi một xíu ở cái phần này. Nhưng mà bù lại thì độ nhận diện thương hiệu của chiếc điện thoại này thì phải nói quá rõ ràng rồi. Khi mà ra đường các bạn chỉ cần nhìn ba mắt này, nhìn nó hơi nhỏ nhỏ gọn gọn là biết ngay đây là chiếc iPhone 11 Pro luôn rồi. Còn về cảm giác cầm nắm thì thiết kế của nó nhỏ nhắn nên cầm nắm cũng rất là gọn gàng, dễ dàng. Có thể dễ dàng đút túi quần mang đi nè. Nó không bị quá to như là con iPhone 11 Pro Max, có thể dễ dàng đút vào túi quần jean mà không cảm thấy bị cộm lên. Và sở dĩ nó có một cái thiết kế nhỏ gọn như vậy là bởi vì cái màn hình của nó thì chỉ có kích thước là 5.8 inch mà thôi. Sử dụng tấm nền là OLED, độ phân giải thì là Super Retina XDR. Nghe thì cũng khá là nguy hiểm, nhưng mà thật ra thì cái chất lượng hiển thị của nó cũng giống gần như là xem giống lại iPhone XS. Chứ qua trải nghiệm của mình thì đây vẫn là một màn hình rất là đẹp, không có chỗ nào để chê. Hiển thị thì sắc nét nè, rồi màu sắc lên thì cũng cực kỳ là bắt mắt luôn. Xưa giờ thì chúng ta không thể nào mà chê được những cái màn hình của chiếc iPhone XS rồi, đúng không? Và còn một cái tính năng nữa, đó chính là True Tone, thì có thể giúp điều khiển cân bằng trắng nếu như mà môi trường xung quanh của chúng ta thay đổi để cho phù hợp với bảo vệ mắt hơn nè. Nhưng mà nếu như mà chúng ta trong cái môi trường tối á, thì màu sắc của cái màn hình này nó sẽ hơi theo thiên hướng là ám vàng, nên mình thường á, thì sẽ không sử dụng cái tính năng này đâu, bởi vì mình thích cái gam màu ám xanh nhiều hơn. Và một vấn đề nữa đó chính là về cái tai thỏ, thì cho tới tận đời iPhone 11 Pro, Apple vẫn sử dụng tai thỏ. Khi mà xem video á, ở chế độ toàn màn hình thì chúng ta sẽ bị mất đi một phần diện tích cũng khá là lớn. Và khi mà chơi game cũng vậy, có một số tựa game á, thì mãi tới tận bây giờ vẫn chưa tương thích được với lại màn hình tai thỏ của chiếc iPhone 11 Pro đây. Đó cũng sẽ là lý do mà người dùng chọn mua iPhone 11 hay là iPhone 11 Pro Max nhiều hơn, là bởi vì khi mà mất đi á, thì cái màn hình vẫn còn rất là to để chúng ta có thể thiết lập các phím trên cái màn hình này hơn là một chiếc iPhone 11 Pro có màn hình nhỏ xíu. Chúng ta chỉ cần đặt tay lên là gần như là che hết cái màn hình này rồi. Chiếc iPhone 11 Pro đây á, thì có một thiết kế nhỏ cho nên là viên pin đặt trong máy cũng khá là bé, nhưng mà chúng ta lại cực kỳ ấn tượng với lại thời lượng sử dụng của viên pin này. Chỉ có dung lượng á, là 3046mAh mà thôi, nhưng mà nó có thể trụ được khoảng một ngày làm việc, xong rồi mình tan ca ra còn đi chơi với bạn bè, và khi về nhà thì mới phải sạc lại. Như là bây giờ hiển thị thời gian sử dụng của máy này thì mình đã on stream tới 6 tiếng rưỡi và thời gian chờ là 50 phút, và máy của chúng ta vẫn còn khoảng gần 20% pin luôn nha các bạn.
Còn nếu như mà test trong điều kiện chuẩn á, thì tụi mình cũng đã có để cái bảng số liệu ở dưới đây. Rất ấn tượng cho viên pin của 11 Pro vì những chiếc iPhone nhỏ trước đây của iPhone thì toàn bị chê là yếu sinh lý. Thì tới đời iPhone 11 Pro nó đã chữa được hoàn toàn cái bệnh này luôn rồi. Và sạc cho máy á, thì cũng được hỗ trợ sạc nhanh 18W, nên thời gian sạc lại cho máy á, thì cũng rút ngắn một cách khá là đáng kể. Một số thứ khác như là hiệu năng đi, thì với con chip là Apple A13 Bionic 4GB RAM thì bây giờ thật sự là không có nhiều chiếc smartphone Android nào, kể cả là chạy con chip Snapdragon 865 đi chăng nữa, dám solo với lại A13 Bionic. Nếu mà có thì cũng chỉ là những cái màn quảng cáo ra mắt sản phẩm mang tính chất cà khịa cho vui là chính thôi. Còn qua cái trải nghiệm của mình đối với lại chiếc iPhone 11 Pro á, mình đã có thử chơi game trong nhiều giờ liên tục thì máy vẫn thể hiện rất là tốt, cho dù đó là Liên Quân hay là PUBG hay là Call of Duty thì máy vẫn chơi rất là ổn định, giật lag thì gần như là không xảy ra như là cái biểu đồ FPS mình đã thể hiện ở đây cho các bạn. Cùng với lại đó là 4GB RAM thì nhìn sang các đối thủ nào là 8GB nè, nào là 12 nè, nhưng mà với lại iOS mọi thứ đã được giải quyết. iPhone 11 Pro vẫn đa nhiệm rất là xuất sắc. Tuy nhiên cũng chính vì cái hệ điều hành iOS này thì lâu lâu thì chúng ta vẫn sẽ gặp một số cái phần mềm nó bị lỗi nhẹ khiến cho máy hơi đơ đơ một xíu. Rồi và tiếp theo đó chính là về camera, thì rõ ràng iPhone 11 Pro gần đây luôn luôn là cái camera phone mà gọi là đứng top đầu, luôn luôn được đặt lên bàn cân để so sánh với lại Google Pixel. Và trong những lần đi chơi của mình, ngoài chiếc máy ảnh DSLR thì mình còn mang thêm cả chiếc iPhone 11 Pro đây để đi chụp hình, bởi vì camera của nó rất là ấn tượng. Bởi vì trong một số cái điều kiện như là nắng cực độ nè, thì cân bằng trắng của những chiếc DSLR giá rẻ thì vẫn chưa được xử lý tốt lắm. Nhưng mà trên chiếc iPhone 11 Pro đây thì lại làm rất là tốt. Những bức ảnh khi mà đi chơi của mình chụp hoàn toàn bằng chiếc iPhone 11 Pro đây cả. Hay là trong những điều kiện thiếu sáng hoàn toàn đi thì chụp đêm trên máy sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Với lại những bức ảnh có thể chúng ta có thể thấy là rõ ràng sáng hơn, sạch hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Và mình cũng sẽ để một số cái bức ảnh trong nhiều điều kiện khác nhau ở dưới đây để cho các bạn dễ dàng quan sát nha. Còn về khả năng quay video và thu âm trên máy thì cũng cực kỳ là tốt luôn. Và một điều mình cực kỳ thích trên chiếc iPhone 11 Pro đây đó chính là về cái khả năng hậu kỳ trên máy. Thì rõ ràng là mình đã ít sử dụng Lightroom hay là các phần mềm hậu kỳ khác, bởi vì trên iPhone đã có sẵn cho chúng ta luôn. Mình đã có thể kéo dài chân thêm một xíu nè, chúng ta còn có thể chỉnh thêm nhiều hơn về phần màu sắc nè. Nói chung hậu kỳ trên iPhone rất là tuyệt vời luôn. Và cuối cùng là về giá, thì đây là lý do khiến người dùng Việt Nam của chúng ta lăn tăn nhót. Bởi vì chiếc iPhone 11 rẻ hơn rất là nhiều so với chiếc iPhone 11 Pro, nhưng mà cũng hít được khá thứ. Và thậm chí là màn hình nè, rồi pin còn to, còn khỏe hơn nữa. Và chiếc iPhone 11 Pro Max thì nó chỉ nhỉnh hơn từ 2 cho tới 3 triệu đồng thôi, nhưng mà nó có được tất cả những thứ trên. Và thậm chí màn hình, rồi pin nó cũng khỏe hơn rất là nhiều nữa. Rồi cầm vô, nhìn là thấy iPhone 11 Pro Max có chữ mắt thì bao giờ nó cũng sẽ sang, sẽ xịn hơn. Và người Việt của chúng ta thì lúc nào mua á, hoặc là mua phiên bản cao nhất hoặc là mua phiên bản thấp nhất, không ai mua phiên bản giữa chừng như vậy hết á. Và tổng kết lại thì đâu sẽ là những ưu điểm của chiếc iPhone 11 Pro? Đầu tiên chúng ta phải kể đến một cái thiết kế vô cùng là sang trọng, cầm nắm trong tay thì khá là chắc chắn, nhỏ gọn. Tiếp theo nữa đó chính là màn hình hiển thị thì rất là đẹp, hiệu năng bên trong máy cũng thuộc top bậc nhất luôn. Camera trên máy thì chụp thì cũng khá là xịn sò nè. Rồi quay phim trên máy thì cũng rất là ngon. Và cuối cùng đó chính là pin của máy thì cực kỳ là khỏe và sạc cũng nhanh nữa. Tuy nhiên thì máy sẽ có một số nhược điểm như sau. Đó chính là màn hình của máy thì vẫn còn hơi bé, camera trên máy thì có thiết kế hơi lồi một xíu nên sẽ rất ảnh hưởng về việc trầy xước nè. Rồi hệ điều hành iOS còn hay lỗi vặt. Ok, và ở trên là bài đánh giá chi tiết của mình về chiếc iPhone 11 Pro sau 6 tháng ra mắt. Vậy thì các bạn có ý kiến gì về chiếc điện thoại này á, thì nhớ để lại bình luận phía bên dưới nha. Đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Mình là Tư Hậu, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.